Xin chào các bạn, hôm nay là tiệc Tết này, cũng là sinh nhật của con gái. Thì nguyên cả ngày hai mẹ con được nghỉ ở nhà cho nên là chuẩn bị nhiều món ăn. Thứ nhất là sáng dậy thì chuẩn bị nấu chè chua nước bằng hoa đậu biếc với lại củ dền. Thì mình sẽ có hai màu chính, và ngoài ra thì mình cái bột nếp thì mình trộn với lại khoai lang để chuẩn bị làm chè chua nước. Chè chua nước thì mình chỉ làm chè ỉ thôi, không có làm cái chè cái viên to mà có nhân đó. Thì tại vì nhà mình không có thích ăn, chỉ thích ăn chè ỉ thôi. Khoai lang thì mình hấp chín rồi sau đó mình trộn với cái bột nếp. Bột nếp thì mình có bỏ như dầu ăn với lại đường và là một chút xíu muối. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên rồi vo viên rồi nấu chè. Đó là cái món đầu tiên mà mình nấu trong cái dịp này, cũng là Tết Tây. Thì đó là ngày nghỉ cho nên là mình có thể bày biện ra nhiều món để làm cho gia đình. Xong việc cấp sang rồi nên ăn đầy đủ thôi nè. Anh ơi, tiếp con ở chơi nữa nè. Sao Đỉnh đi đâu rồi? Đỉnh đi nhận tiền lương à. Lương gì? Lương con đó mà nãy giờ không thấy luôn. À, nhận xong rồi qua. Đỉnh cái gì chứ em lắm. Nãy giờ luôn rồi đó. Đỉnh là sẵn sàng. Đây là cái nồi nước đường mình nấu với lá dứa với đường nè, mình không có bỏ gừng nha, tại vì cũng không thích ăn gừng, cái mùi của gừng lắm, mà thích cái mùi lá dứa nó thơm hơn. Mình nấu nước đường sẵn, một hồi mình luộc chè xong rồi mình bỏ vô đây nè. Rồi nếp thì mình sẽ chuẩn bị trộn với các loại màu, đây là màu hoa đậu biếc nè. Cứ bỏ vô đi không? Bỏ vô đi. Mình bỏ đi rồi má, em má trộn coi coi có dừa rồi chưa, có bị ướt không. Cứ làm vậy nè nó không lung lay gì luôn, cứng vậy đó hả? Mà bóp nhẹ cái nó bể rồi. Mà cũng được chứ, nữa thôi. Cười coi màu đẹp quá. Ở đây là màu củ dền rồi hoa đậu biếc. Rồi mỗi loại như vậy là mình sẽ vò viên nhỏ rồi ha, để làm chè ỉ. Cái này nó cũng dẻo nè. Mấy vui rồi. Đó, có quay rồi. Bắt lên, bắt lên. Vậy là Đỉnh cứ bỏ tiếp thôi. Chưa đủ. Vậy sao đủ? Ít quá. Hồi nó mới lấy thêm nước khác cho nhỏ lên. Không còn. Nó ra cái màu hơi ái à, không có được tận lắm. Đỉnh cái đổi luôn. Còn giọt. Ui. Nặng cái hoa ghê. Được chứ bộ. Mà không biết có đắng không? Không, mà đâu biết là có đắng.
mọi người ăn, mọi người lựa màu ăn không mà bỏ củ trắng lại cho con. Đúng không? Đúng rồi. Món của ai đắt tiền hơn người đó thắng. Chắc được rồi đó. AC ban đầu là thêm tẹo nữa. Còn nhiều vậy đến chi mẹ? Đủ không vậy? Nói cái này là làm từ dắt từ dâu là xanh ăn lên. Giờ mình sẽ nấu nước sôi rồi bỏ dầu luộc, thì mình chịu khó mình bỏ từ từ để nó đừng có dính với nhau á. Mình luộc cho nó chín rồi xong mình vớt vào cái nồi nước đường, mình nấu thêm một tí nữa là xong cái nồi chè. Rồi sau đó mình thắng nước cốt nữa là ăn được rồi ha. Lúc này thì cái nồi chè đã hoàn thành rồi nè, nó nấu sôi bùng lên, thì cái nước này là nước đường đó, thì rất là thơm các bạn, thì mình bỏ lá dứa vô đó, thơm lắm luôn, và nghe cái mùi là hấp dẫn ha. Đường thì mình bỏ vừa phải, không có ngọt lắm, rồi mình thắng nước cốt dừa mình ăn chung là được rồi.
đó thì mình có cái món là thịt gà mình chiên giòn, chiên giòn và chiên xù, chiên với bột. Thì mấy đứa trẻ thì nó thích, rất là thích ăn cái món này đúng không, gà gán đó. Nhưng mà ở đây thì mình lấy cái thịt ức gà đó mình chiên cho nó mềm, không có xương ha. Rồi mình chiên lên mà ăn với tinh cà tinh ớt là rất là ngon rồi, các bé rất là thích. Ngoài ra thì người lớn thì cũng có thêm cái món là gà xào lá chanh. Gà xào lá chanh thì mình cũng xào với tỏi, nêm nếm nước mắm, bột nêm. Rồi sau đó là mình sẽ bỏ lá chanh lúc mà nó gần chín đó, thì mình bỏ lá chanh hoặc là lá chút. Lá chút thì là mình bỏ vô lúc mà nó đang sôi cũng được, không có bị đắng nha. Còn lá chanh thì nó sợ nó bị đắng, nhà mình thì có lá chút, mình bỏ lá chút vô. Gà chiên thì cũng đang vàng một mặt thì mình lật lại. Thì đây là những cái món mà gia đình mình đã chuẩn bị trong cái dịp Tết Tây. Rồi buổi tối thì tổ chức tiệc cho con là xong rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà quan tâm thì chúng ta có thể cho mình một nút đăng ký và like nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.